Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Bài trích phúc âm theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Hôm sau, đám người còn ở lại bên kia biển thấy rằng không có thuyền nào khác, duy chỉ có một chiếc mà Chúa Giêsu không lên thuyền đó với các môn đệ. Chỉ có các môn đệ ra đi mà thôi. Nhưng có nhiều thuyền khác từ Tiberia đến gần nơi dân chúng đã được ăn bánh. Khi đám đông thấy không có Chúa Giêsu ở đó và môn đệ cũng không, họ liền xuống các thuyền kia và đến Capernaum tìm Chúa Giêsu. Khi gặp người ở bờ biển bên kia, họ nói với người: "Thưa thầy, thầy đến đây bao giờ?" Chúa Giêsu đáp: "Thật ta bảo thật các ngươi tìm ta không phải vì các ngươi đã thấy những dấu lạ, nhưng vì các ngươi đã được ăn bánh no nê. Các ngươi hãy ra công làm việc không phải vì của ăn hay hư nát, nhưng vì của ăn tồn tại cho đến cuộc sống đời đời, là của ăn con người sẽ ban cho các ngươi. Người là đứng mà Thiên Chúa Cha đã ghi dấu." Họ liền thưa lại rằng: "Chúng tôi phải làm gì để gọi là làm việc của Thiên Chúa?" Chúa Giêsu đáp: "Đây là công việc của Thiên Chúa, là các ngươi hãy tin vào đấng Ngài sai đến." Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Anh chị em thân mến, trong bài phúc âm chúng ta vừa nghe, dân chúng đi tìm Chúa Giêsu sau khi Ngài làm phép lạ hóa bánh ra nhiều để nuôi họ. Họ đi tìm Chúa không phải vì nhận ra Chúa là đấng thiên sai, nhưng vì để có lương thực hằng ngày. Chúa Giêsu đã sửa sai lối nhìn của họ khi tuyên bố rằng: "Hãy ra công làm việc không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực trường tồn đem lại hạnh phúc trường sinh, là thứ lương thực mà con người sẽ ban cho các ông, bởi vì chính con người là đứng Thiên Chúa Cha đã ghi dấu xác nhận." Lương thực mau hư nát mà Chúa Giêsu muốn nói ở đây là của ăn nuôi dưỡng phần xác. Chúng vào miệng rồi tan biến đi. Còn thứ lương thực không hư nát là lời Chúa, là mình máu thánh Chúa. Lương thực này sẽ nuôi dưỡng phần linh hồn của con người và giúp họ đạt đến cuộc sống vĩnh cửu sau này. Ngoài những lương thực mà Chúa Giêsu sẽ ban cho, họ còn phải luôn mong muốn chu toàn thánh ý Thiên Chúa, như chính Chúa Giêsu đã tuyên bố với các tông đồ khi các ông thúc giục Ngài ăn: "Của ăn của ta là làm theo ý đấng đã sai ta." Ý của Thiên Chúa muốn cho mọi người là tin vào Chúa Giêsu để được hưởng ơn cứu độ. Anh chị em thân mến, nhìn vào cuộc sống hiện nay, mỗi người chúng ta phải vật lộn và bôn ba vì kế sinh nhai, và có rất nhiều thứ phải lo toan. Lo cho bản thân, lo cho gia đình, lo cơm, lo áo, lo cho ngày mai. Nhìn vào trong đời sống đạo hiện nay, có nhiều người Kitô hữu chúng ta vẫn còn thói quen tin Chúa như những người Do Thái, tức là tin Chúa khi vui, lúc thành công,
nhất là tin Chúa khi được lợi lộc. Vì thế mà chúng ta vẫn thấy có những người giữ đạo khi đời sống họ được bình an, hạnh phúc. Trái lại khi có những thử thách, gian nan, những khổ đau thì họ lại bỏ Chúa. Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy ra khỏi những vướng bận trần gian, hãy ra công tìm kiếm sự sống đời đời. Đừng vì của ăn mau hư nát mà tranh giành, mà sống thủ đoạn hận thù, ghen ghét và hại nhau. Thế vì đời sống đức tin, tin vào Thiên Chúa sẽ giúp cho chúng ta vượt qua những tham lam, những lợi lộc, những thú vui ở trần gian này, được thanh thoát với những thứ chóng qua ở đời này. Xin cho chúng ta biết chọn lựa giá trị vĩnh cửu và ra sức tìm những của ăn không hư nát là lời Chúa, mình máu Thánh Chúa, thánh lý của Chúa, cuộc sống đời sau, sự công bằng và lòng bác ái yêu thương. Xin Chúa đừng để những lo lắng và cám dỗ của trần gian làm cho chúng ta quên đi và không dám sống cho những giá trị vĩnh cửu trường tồn đem lại sự sống đời đời. Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa ban cho chúng con biết hướng về Chúa như là nguồn cội của hạnh phúc, và xin ban cho chúng con biết làm mọi cách vì hạnh phúc mai ngày ở trong nước Chúa. Amen. Kính thưa cộng đoàn, trong cuộc sống chúng ta có rất nhiều mối lo trong một ngày: lo bản thân của mình, lo cho gia đình của mình, lo trau dồi kiến thức để nghĩ đến tương lai, lo luyện tập tài năng, lo cơm không đủ ăn, lo áo không đủ mặc, lo cho ngày hôm nay và lo cho ngày mai. Chúng ta mất bao nhiêu thời gian, bao nhiêu công sức để lo cuộc sống vật chất ở đời này, để thể dục, để yoga, lo cho cái đẹp thân xác của mình. Nhưng thử hỏi chúng ta đã dành bao nhiêu thời giờ để lo cho cuộc sống vĩnh cửu, lo cho cái đẹp linh hồn của ta. Tin mừng chúng ta vừa nghe hôm nay dường như cũng muốn nhắc nhở cho chúng ta về sự hưởng lạc hướng ấy. Đám đông tụ tập bên Chúa Giêsu để được ăn thỏa thích là hình ảnh của một nhân loại đang lạc hướng. Chúa Giêsu không đến thế gian để mang lại cây đũa thần cho những vấn đề chính trị, những vấn đề kinh tế, những vấn đề xã hội của con người. Ngài đến để cho con người được sống và hạnh phúc thực sự ở trong cõi lòng của mình. Sự sống và hạnh phúc ấy chính là khi nhận biết và yêu mến Đức Giêsu Kitô trên hết mọi sự, và chỉ có Thiên Chúa mới thỏa mãn mọi khát vọng tâm hồn của con người, và chỉ có Ngài mới đem lại cho con người được trọn vẹn tất cả. Chúng ta đang sống trong mùa phục sinh, mùa mà giáo hội luôn mời gọi mỗi người chúng ta ý thức về sức sống thần linh đang hiện diện trong tâm hồn chúng ta. Sống giữa thế gian nhưng không thuộc về thế gian, đó là chỗ đứng của người tín hữu trong trần thế này. Bôn ba về của cải vật chất nhưng không quên gắn bó với những giá trị nước trời như công lý, hòa bình,
tình huynh đệ, lòng bác ái, lòng trắc ẩn đối với anh chị em của mình. Trong mọi sự, họ phải luôn nhớ lời khuyên của Thánh Phaolô rằng: anh em hãy tưởng nghĩ đến những sự ở trên trời. Một cách cụ thể, người tín hữu tìm kiếm và xây dựng nước trời ngay giữa những thực tại trần thế này bằng cách không bán rẻ lương tâm vì một chút lợi lộc chóng qua, không chối bỏ hình ảnh cao quý của Thiên Chúa ở nơi bản thân chúng ta, không chà đạp nhân phẩm của anh chị em mình. Trong mọi sự, họ tìm kiếm Chúa như gia nghiệp duy nhất của cuộc đời mình. Bài đọc thứ nhất, sách Công Vụ cho chúng ta thấy Stephano đã tìm và làm việc của Thiên Chúa mặc dù các thượng tế và giới lãnh đạo, đồng thời những người đối nghịch mình tìm cách để hạ gục Stephano. Nhưng Stephano đã đi làm việc của Chúa, sẵn sàng binh vực cho Đức Giêsu Kitô, để rồi từ đó cuối cuộc hành trình làm việc của Chúa mà phải chết, phải tử đạo. Vâng, kính thưa quý ông bà, anh chị em, dù ý thức hay không thì những hoạt động của chúng ta đều nhằm đến một tương lai tốt đẹp. Ăn uống, học hành, thể dục, tích lũy của cải, điều đó tốt đẹp. Nhưng Chúa cần chúng ta, Chúa mời gọi chúng ta hãy tìm kiếm nước trời và tìm kiếm công việc. Hãy ra công làm việc, không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực thường tồn, đem lại phúc trường sinh. Xin cho mỗi người chúng ta hôm nay cảm nhận được công việc thực tại trần thế này, đó là cộng tác vào công trình tạo dựng của Chúa, để rồi từ đó làm ra những sản phẩm, và đồng thời chúng ta gẫm suy và cầu nguyện lạy Chúa: con làm việc này không phải chỉ vì con, mà vì gia đình và vì anh chị em con, và con làm việc này để cầu nguyện cho các linh hồn. Cầu chúc quý ông bà, anh chị em hãy tìm và làm việc của Chúa, để rồi nhờ đó chúng ta tìm được sự bình an và hạnh phúc. Amen. Thưa anh chị em, thứ sáu tuần vừa qua thì chúng ta được suy niệm việc Chúa Giêsu làm phép lạ hóa bánh và cá ra nhiều để nuôi đám đông dân chúng đi theo Chúa, và sau đó thì Chúa đi trốn họ, Chúa tìm đến nơi vắng vẻ cầu nguyện, bởi theo Thánh Gioan nói rõ là họ có ý định bắt Chúa làm vua sau khi họ được ăn no nê mà khỏi phải làm cái gì cả, cho nên họ muốn đưa Chúa làm vua nhằm với ý định là Chúa chỉ cần làm vua phán một lời thôi thì chả cần làm gì họ cũng sung sướng có ăn rồi. Cho nên Chúa trốn họ, không muốn làm vua kiểu đó. Và thứ nhất, thứ hai nữa, Chúa trốn họ còn vì Chúa muốn lánh xa cái nơi mà Chúa đã tiếp xúc với họ để Chúa gặp gỡ Thiên Chúa Cha trong việc cầu nguyện, trong việc tĩnh lặng. Thế là họ đi tìm Chúa. Bài tin mừng hôm nay cho thấy họ tìm và họ đã gặp Chúa cũng với chỉ mục đích duy nhất, đó là tìm làm sao, gặp làm sao để cho miễn là mình được no cái bụng. Và Chúa Giêsu đã phản đối điều đó khi Chúa nói với những người Do Thái đi tìm Chúa rằng: các ngươi tìm ta không phải vì thấy dấu lạ, các ngươi tìm ta chỉ vì các ngươi đã được ăn bánh no nê. Và Chúa dạy hãy ra công làm việc. Ra công làm việc không phải chỉ vì của ăn đời này, mà còn vì của ăn mà các ngươi được cha ta ban ở đời sau. Vậy cho nên khi lao động ở đời này, con người ta phải vất vả để làm ra của ăn, để làm ra
cái để nuôi sống bản thân mình, thì không phải chỉ chúng ta nhắm tới cái việc cái bụng của mình, mà còn là qua đó chúng ta góp phần mình để tôn tạo xã hội loài người, chúng ta góp phần mình để cộng tác với công trình cứu độ, công trình tạo dựng của Thiên Chúa mình. Chúng ta làm với lương tri và với lương tâm của sự thánh thiện, không tìm cách để gian dối, để nhờ công việc của chúng ta và làm ra những của ăn ngay chính chứ không phải là những thứ bất chính. Chúng ta tạo được cuộc sống cho mình và cho những người lệ thuộc mình. Chúng ta nuôi con nuôi cái bằng sức lao động, bằng tiền của ngay chính, không bao giờ tìm những cách gian dối. Đó là cách chúng ta cộng tác với ơn Chúa, và Chúa cũng bảo rằng đó là cách chúng ta đi làm để tạo ra đồng tiền bát gạo ở đời này, nhưng còn là việc chúng ta mua lấy nước trời đời sau. Cho nên Chúa mới bảo các ngươi hãy ra công làm việc, không phải chỉ vì của ăn đời này, mà còn là vì cuộc sống, mà còn vì sự sống đời sau mà Cha ta ban. Xin cho tất cả chúng ta hiểu được điều đó, để hằng ngày lam lũ, để hằng ngày lao động bằng mồ hôi nước mắt, chúng ta phải biết rằng chúng ta làm việc chân chính, làm việc ngay chính, làm việc với lương tâm, nhất là lương tâm của một người Công giáo, lương tâm của một người làm con Chúa, lương tâm của một người phục tùng Thiên Chúa và sống vì Chúa, nếu cần chết phải chết vì Chúa, chết trong sự sạch tội, chết trong một lương tâm ngay thẳng. Tôi rất nhớ những ngày mà dịch bắt đầu tấn công chúng ta, khi mà lệnh của nhà nước không được buôn bán thì mua hàng giá nào giá nấy treo trên trời, tự dưng bốc hàng lên, món hàng nào cũng phải mua với giá gấp 4, gấp 5 lần. Chúng ta trong lúc đồng bào mình đau khổ, trong lúc đồng bào mình phải bỏ ra từng đồng với đầy những xót xa, bệnh tật đang tấn công, mà mình tìm cách ăn trên mồ hôi nước mắt của người ta với một đồng mà chúng ta ăn lúc bấy giờ. Có thể nói là khi anh em chị em của mình không thể đi làm được, chúng ta buôn bán được, mà chúng ta treo cái giá trên trời để chúng ta có thêm của cải cho mình, chúng ta đang làm một chuyện thất đức. Chúng ta đang làm một chuyện mà ở đó không bao giờ có ai chấp nhận được. Tôi lấy một thí dụ như vậy để chúng ta hiểu rằng hằng ngày sự sống của mình phải là sự sống tốn mồ hôi, đổ công sức, lao động nhọc nhằn, từ đó chúng ta làm ra của cải chân chính. Ngày mùng 3 Tết, ngay ngày đầu năm, chúng ta xin Chúa thánh hóa công ăn việc làm, thì hãy nhớ lời của Chúa Giêsu nói hôm nay: các ngươi hãy ra công làm, không phải chỉ vì của ăn đời này, mà còn vì qua cái việc các ngươi làm vì của ăn đời này đấy, các ngươi còn có sự sống đời sau. Lời Chúa Giêsu nói hôm nay để chúng ta phải suy nghĩ. Và nếu chúng ta xin Chúa thánh hóa công ăn việc làm, thì công ăn việc làm đó phải là công ăn việc làm của một người chân chính, của một người thánh thiện, của một người đổ hết công sức để tìm cho mình sự sống và mang lại sự sống cho những người mình có trách nhiệm, không gian dối, không xảo trá, không lường gạt, không tìm cách để mua một bán mười, không làm cái kiểu một vốn bốn lời, mà phải là một sự chân chính thật sự, để nhờ đó của ăn đời này đã vậy mà còn là sự sống đời sau, như Chúa Giêsu nói với chúng ta hôm nay. Đây là công việc của Thiên Chúa, là các ngươi hãy tin vào đấng Ngài sai đến. Đó là sứ điệp Chúa Giêsu không chỉ nói với người Do Thái năm xưa, nhưng Ngài nói với mỗi người chúng ta hôm nay. Tin vào đấng Ngài sai đến chính là Đức Giêsu Kitô phục sinh, và niềm tin phục sinh không cho phép chúng ta được ngồi ăn không ngồi đó, nhưng mời gọi mỗi người chúng ta hãy thể hiện niềm tin vào Đức Kitô trong cuộc sống hàng ngày,
đó là làm cho gia đình, làm cho xứ đạo, làm cho những nơi chúng ta hiện diện, đó là biến môi trường chúng ta đang sinh sống thành môi trường của niềm tin Chúa phục sinh, nghĩa là trở thành môi trường của niềm vui bình an có Chúa hiện diện. Mọi công ăn việc làm, từng hơi thở, lời nói, suy nghĩ của chúng ta phải là một lời ăn, tiếng nói, suy nghĩ của niềm tin vào Chúa phục sinh. Xin Chúa giúp cho chúng ta sống điều đó, để mỗi ngày từng công ăn, từng lời ăn, tiếng nói, hành động của chúng ta luôn chứng minh rằng Chúa đang hiện diện trong chúng ta, luôn thể hiện rằng thiên đàng không ở đâu xa, ở ngay chính cõi lòng ta, ở ngay chính những nơi chúng ta sinh sống, nhờ chúng ta sống niềm tin vào Đức Kitô tử nạn và phục sinh, nghĩa là xây dựng gia đình sứ đạo, xây dựng những nơi chúng ta hiện diện trở thành thiên đàng đích thực. Amen. Kính thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta tiếp tục được nghe tin mừng trong chương thứ 6, bắt đầu với việc Đức Giêsu ngài đã làm dấu lạ bánh hóa nhiều từ 5 chiếc bánh và 2 con cá để nuôi khoảng độ 5.000 người đàn ông và chưa tính đàn bà và trẻ con. Và sau đó thì như Thánh Gioan nói, đó là họ có ý định tôn Đức Giêsu lên làm vua. Có lẽ qua cái nhìn của người Do Thái lúc bấy giờ thì Đức Giêsu có quyền, có thể biến bánh hóa nhiều. Như vậy ngài chính là một đấng Mê-sia. Mà Mê-sia theo cái quan điểm của họ lúc bấy giờ không phải là một Mê-sia, một Mê-sia theo nghĩa tinh thần, mà chính là một đấng Mê-sia có khả năng để lãnh đạo dân Do Thái chiến đấu chống lại người ngoại bang lúc bấy giờ. Một Mê-sia có thể giống như là Mô-sê hay là vua David. Tuy nhiên là Đức Giêsu cho thấy ngài không phải là một Mê-sia theo như họ nghĩ. Và vì vậy mà qua câu chuyện nói chuyện thì Đức Giêsu hãy cho thấy đó là ngài đến và ngài ban cho một cái thứ lương thực từ trời, một cái thứ lương thực thường tồn, tức là thứ lương thực đó nó không có bị hư hoại theo thời gian. Tất cả những gì mà những người Do Thái lúc bấy giờ mong như là được ăn bánh no nê, như Đức Giêsu nói, "Công tìm tôi vì các ông được ăn bánh no nê." Thực ra thì những cái khát khao của con người chúng ta thì nó chả bao giờ cùng cả. Khi mà chúng ta đói thì chúng ta khát khao có cái gì đó ăn no. Khi chúng ta no rồi thì mình khát khao phải ăn cho ngon. Khi có cái mặc rồi thì mình khát khao mặc đẹp hơn, vân vân. Như vậy thì cái khát khao đó theo cái tinh thần vật chất thì chúng ta thấy nó chả bao giờ là đủ. Nhiều người qua bên Mỹ này đã có một cuộc sống, xét ra thì mình cũng tạm tương đối là ổn định, nhưng mà mình vẫn cảm thấy là mình như đau khổ, mình vẫn cảm thấy mình thiếu thốn, bởi vì chả bao giờ là đủ cả. Ngay cả những người tỷ phú đi chăng nữa, người ta kiếm tiền nhưng mà nói là đủ chưa, chả bao giờ là đủ nếu như chính mình không biết rằng đó là đủ. Và vì vậy mà nhiều người trong chúng ta đi làm mấy job để mà tìm kiếm tiền để lo, rồi thậm chí chả màng gì đến mối tương quan với lại chồng, với lại con, hay là với vợ, với con, với gia đình của mình, bỏ mặc đó, cứ nghĩ rằng kiếm tiền là đủ. Nhưng mà chúng ta thấy sau đó thì họ suy nghĩ lại, thì hay là có những cái đổ vỡ trong gia đình, mới thấy là những cái đó nó không phải là cái điều cần thiết. Và Đức Giêsu cho thấy những cái gì mà nó thuộc vật chất này chúng ta vẫn phải làm thôi, bởi vì nếu mà chúng ta không làm mà mình ngồi không đó
thì nó sẽ có vấn đề. Bởi vì ông bà chúng ta vẫn nói đó là nhàn cư vi bất thiện, không làm cái gì ngồi không đó là nó lại sinh nhiều chuyện khác, sinh những cái xấu khác. Như vậy thì chúng ta vẫn phải làm, vẫn phải thi hành cái trách nhiệm. Nó tùy theo lứa tuổi, tùy theo giai đoạn, tùy theo cái công việc và bổn phận của mình, à, chúng ta vẫn phải làm một cái gì đó. Nhưng mà mình phải hướng đến cái thượng giới, hướng đến cái lương thực thường tồn, hay là nói cách khác mà chúng ta thấy biết là Đức Giê-xu Ngài ban cho chúng ta lương thực thường tồn đó là gì? Đó là thánh thể, đó là lời của Ngài, đó là những điều tốt đẹp mà chính bởi tình yêu Chúa trao ban cho chúng ta. Làm sao chúng ta cảm nhận được đó là bên cạnh những cái vật chất mà chúng ta lo thì chúng ta còn cần đến tình yêu, và tình yêu đó là tình yêu trao ban một cách vô vị lợi, tình yêu đó từ Thiên Chúa trao ban cho chúng ta, và từ đó chúng ta trao ban cho người khác. Ước mong mỗi người chúng ta luôn cảm nhận được những gì ở vật chất này nó tương đối, còn những gì thuộc về Thiên Chúa là qua Đức Giê-xu ban cho chúng ta, lời của Ngài và Thánh Thể, đó mới là thứ tồn tại mãi. Amen. Việc Thiên Chúa muốn cho các ông làm là hãy tin vào đấng người đã sai đến. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, tin mừng theo Thánh Gioan hôm nay mời gọi mỗi chúng ta hãy tin vào đấng được Thiên Chúa sai đến. Tin vào Đức Giê-xu Kitô, ai tin vào người thì được sống muôn đời. Ai tin vào người thì tìm được niềm vui và hạnh phúc. Ai tin vào người là đang tìm một thứ lương thực thường tồn chứ không phải lương thực mau hư nát. Nhân câu chuyện đám đông tìm kiếm Đức Giê-xu bởi vì Ngài đã nuôi họ no nê, Đức Giê-xu mời gọi họ hãy nâng tâm hồn lên, hãy khát khao tìm kiếm nước trời thay vì chỉ tìm thỏa mãn những thực tại trần gian. Hãy tìm bánh trường sinh thay vì chỉ tìm tấm bánh no thỏa trong chốc lát. Mùa phục sinh mời gọi mỗi chúng ta chiêm ngắm Đức Kitô và hướng mắt về trời cao. Chúng ta đang sống trong thực tại trần gian này, nhưng chúng ta được mời gọi hướng ánh mắt về Thiên Quốc, nơi Đức Kitô hằng ngự trị. Chúng ta được mời gọi yêu mến và tìm kiếm những lương thực thường tồn. Đó chính là lời hằng sống, đó chính là đức tin tinh tuyền đặt nơi Đức Giê-xu. Đó chính là tìm kiếm những giá trị của nước trời, thay vì tìm cách thỏa mãn những giá trị vật chất vốn con người thời nào cũng kiếm tìm. Chỉ có những ai nhận ra Đức Giê-xu là Chúa, chỉ những ai đón nhận Đức Giê-xu trong mầu nhiệm thương khó và phục sinh của người thì mới nhận ra lương thực thường tồn được trao tặng chính là đức tin, chính là sự sống Thiên Chúa trao ban. Xin cho mỗi chúng ta được thanh luyện trong hành trình đức tin của mình, biết tuyên xưng Đức Giê-xu Kitô là Chúa trong chính những chọn lựa đời sống của chúng ta, biết tìm kiếm Thiên Chúa là nguồn mạch bình an, là nguồn lương thực đích thực, thay vì tìm kiếm những giá trị trần gian chóng qua hư mất. Xin Chúa nâng đỡ đức tin yếu đuối của mỗi chúng ta. Chúa đã biết con, tình mến không tròn, Chúa vẫn âm thầm thương tròn gọi con. Chúa hỡi danh Ngài, này cuộc đời con đây, để từ nay thuộc về Chúa thôi. Cậy trong nơi Chúa giúp con vững.
vững vàng giữa muôn nguy nan lầm than. Lạy Chúa Giêsu, Chúa mời gọi chúng con tìm kiếm lương thực thường tồn. Xin Chúa ban cho chúng con thứ lương thực đó là chính Chúa. Amen. Lạy Chúa, Chúa biết, Chúa biết mọi sự, Chúa biết lòng con, Chúa biết lòng con luôn yêu mến Ngài, hằng yêu mến Ngài. Sâu biển rộng tình Chúa cao dày vẫn luôn đong đầy trên cuộc đời con. Núi lở non mòn thì tình Ngài thương con, một tình thương bền vững sắt son. Đời con bất xứng Chúa ơi đáng gì, có chi Chúa thương trọn con. Lạy Chúa, Chúa biết, Chúa biết mọi sự, Chúa biết lòng con, Chúa biết lòng con luôn yêu mến Ngài, hằng yêu mến Ngài. Chúa đã biết con tình mến không tròn, Chúa vẫn âm thầm thương trọn gọi con. Chúa hỡi dâng Ngài này cuộc đời con đây, để từ nay thuộc về Chúa thôi. Cậy trong nơi Chúa giúp con vững vàng giữa muôn nguy nan lầm than. Sông tròn tình mến yêu Ngài, sẽ không lo ngại bước đường ngày mai. Phó thác nơi Ngài dù đời đầy chông gai, một mình Chúa lòng con khát mong. Từ nay mãi mãi sống cho riêng Ngài, Chúa là tất cả đời. Lạy Chúa, Chúa biết, Chúa biết mọi sự, Chúa biết lòng con, Chúa biết lòng con luôn yêu mến Ngài, hằng yêu mến Ngài. Lạy Chúa, Chúa biết, Chúa biết mọi sự, Chúa biết lòng con, Chúa biết lòng con luôn yêu mến Ngài. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, đám đông dân Do Thái hôm nay tìm kiếm Chúa, nhưng không phải vì đã tin nhận Ngài hoặc để nghe giáo huấn của Ngài, mà chỉ để mong được Ngài cho ăn uống thỏa thuê mà thôi. Đám đông Do Thái cũng là hình ảnh của một nhân loại đang lạc hướng. Chúa Giêsu đến trần gian không phải để mang lấy một cây đũa thần có sức biến đổi những vấn đề chính trị, kinh tế, xã hội, nhưng Ngài đến để mang lại cho con người sự sống và hạnh phúc đích thực.
Sự sống và hạnh phúc đích thực đó là nhận biết Thiên Chúa và yêu mến Ngài trên hết mọi sự. Chỉ Thiên Chúa mới có thể thỏa mãn mọi khát vọng trong tâm hồn con người. Chỉ Thiên Chúa mới có thể lấp đầy tâm hồn và đem lại cho con người hạnh phúc trọn hảo. Phép lạ hóa bánh ra nhiều dù lớn, nhưng chỉ nuôi được một đám đông vài ngàn người. Vẫn còn bao người trên thế giới cần được nuôi ăn. Đức Giê-xu mong nuôi được nhiều người hơn, nuôi được mọi người. Không phải chỉ nuôi về thân xác, mà nhất là về tinh thần. Đối với người Kitô hữu chúng ta, phải luôn ý thức rằng sống giữa thế gian nhưng không thuộc về thế gian. Chúng ta mưu cầu cuộc sống tạm bợ trần gian này, nhưng người tín hữu phải luôn hướng về quê trời. Buôn ba về những của cải vật chất, nhưng người tín hữu luôn phải xây dựng những giá trị vĩnh cửu của nước trời. Người nghèo hôm nay cần cơm bánh, nhưng còn cần những thức ăn tinh thần khác nữa. Cái đói của thân xác không cồn cào bằng cái đói của tinh thần. Con người đói công bằng và hạnh phúc, đói yêu thương và kính trọng. Con người khát niềm vui và bình an, khát sự cảm thông và sự thật. Trong tất cả mọi sự, chúng ta hãy tìm kiếm Chúa như gia nghiệp và hạnh phúc đích thực của cuộc đời. Có như vậy, chúng ta mới sống đúng lời Chúa dạy chúng ta hôm nay: các ngươi hãy ra công làm việc, không phải vì của ăn hay hư nát, nhưng vì của ăn tồn tại cho đến sự sống đời đời. Anh chị em thân mến, trong tuần thứ ba phục sinh này, các bài tin mừng sẽ cho chúng ta nghe diễn từ về bánh trường sinh nơi chương 6 của tin mừng Thánh Gioan. Đó là phép lạ Chúa Giê-xu hóa bánh ra nhiều để nuôi dân chúng. Qua phép lạ này, dân chúng muốn tôn Chúa Giê-xu lên làm vua và đi tìm người để được ăn no mà không phải làm việc. Nhân cơ hội dân chúng chạy tìm của ăn thể xác, Chúa Giê-xu dạy cho họ về một thứ lương thực thường tồn sẽ đem lại hạnh phúc trường sinh bất tử. Trong bài phúc âm chúng ta vừa nghe, Thánh Gioan thuật lại sau khi Chúa Giê-xu làm phép lạ hóa bánh ra nhiều cho dân chúng ăn no nê. Chúa Giê-xu đi đến miền Ca-phác-na-ôm và dân chúng tìm đến với Ngài. Và Ngài đã chỉ dạy họ phải làm việc để có của ăn cho sự sống đời đời. Việc làm này rất quan trọng, đó là tin vào người đứng mà Chúa Cha sai đến. Với niềm tin này, chính Chúa Giê-xu sẽ ban mình Ngài như là nguồn mạch và lương thực cho sự sống đời đời. Các ông hãy ra công làm việc, không phải vì lương thực hay hư nát, nhưng để có lương thực trường tồn đem lại sự sống đời đời. Thưa anh chị em, trong cuộc sống hằng ngày, và vì nhu cầu nuôi sống thân xác của mình, con người chúng ta ai cũng phải lo cho cái ăn cái mặc. Nên dân chúng ngày xưa chạy theo Chúa Giê-xu khi được người cho ăn bánh no nê là chuyện dễ hiểu. Tuy nhiên Chúa Giê-xu đã giải thích cho họ việc tìm kiếm người không phải vì chuyện tìm kiếm sự dễ dãi. Để có của ăn nuôi sống thân xác mình,
nhưng tìm kiếm người để tin vào con Thiên Chúa và được ban cho lương thực trường sinh. Tìm đến với Chúa Giêsu không phải ý lại để được nuôi sống, mà trái lại phải ra công làm việc, nghĩa là phải sống niềm tin và cộng tác vào chương trình của Chúa để chính công việc của con người có ý nghĩa, đem đến sự sống đời đời. Như lời Chúa nói trong Tin Mừng: hãy ra công làm việc không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh. Trong Tin Mừng, Chúa Giêsu cũng đã từng nói rằng lương thực của người là làm theo ý muốn của Chúa Cha. Thì trong câu kết của bài phúc âm hôm nay, Chúa Giêsu cũng đã khẳng định rõ ràng việc Thiên Chúa muốn cho con người là tin vào đấng người sai đến. Tin đòi hỏi phải thể hiện bằng một việc làm cụ thể. Tin Chúa Giêsu là đấng Chúa Cha sai đến thì phải thực hiện những điều mình tin. Vậy chúng ta đã tin hay chưa? Và chúng ta đã thực hành điều mình tin như thế nào? Tin nhận Chúa Giêsu là Thiên Chúa vì người từ Chúa Cha mà đến thì chúng ta phải thể hiện niềm tin đó bằng cách tin cậy mến Chúa khi lãnh nhận các bí tích, khi làm những việc đạo đức, và cả khi chúng ta làm những công việc trong cuộc sống đời thường. Lạy Chúa Giêsu, Chúa là sự sống và đã ban sự sống đó cho chúng con khi cho chúng con được ăn bánh hằng sống là thánh thể. Xin cho chúng con luôn biết đến kính múc sự sống của Chúa mỗi ngày để linh hồn chúng con được sống và mai sau được sống đời đời bên Chúa. Amen. Anh chị em thân mến, tại một buôn làng nọ, người trưởng làng có thói quen tế lễ cầu an. Tất cả dân làng đều có mặt vì ngài thường thiết đãi họ một bữa tiệc sau buổi lễ. Một ngày nọ, dân làng được thông báo sau lễ hôm nay không có tiệc. Thế là buổi lễ diễn ra chỉ có một vài người tham dự. Bấy giờ vị trưởng làng mới vỡ lẽ dân chúng đến tế lễ vì được ăn uống. Cơm áo gạo tiền là những thứ trong đời sống con người cần thiết. Do đó người ta tìm đủ mọi cách để người ta kiếm cho bằng được nhiều tiền, nhiều của. Ngày hôm nay, đám đông dân chúng trong bài phúc âm, sau khi được Chúa Giêsu cho ăn no lê hôm trước, họ đã đi tìm Ngài. Họ đi theo Ngài không phải vì tin, cũng chẳng phải vì yêu mến, nhưng muốn được ăn no. Chính vì vậy, Chúa Giêsu đã cảnh báo cho họ biết, và cũng là cảnh báo cho chúng ta ngày hôm nay, tất cả mọi nhu cầu chóng qua, tất cả mọi lương thực hay hư nát không phải là sự chọn lựa cuối cùng của chúng ta. Việc chọn lựa cuối cùng cho chúng ta đó là tin vào đấng Thiên Chúa sai đến. Chỉ có Thiên Chúa mới thỏa mãn mọi khát vọng trong tâm hồn con người. Chỉ có Ngài mới mang lại cho chúng ta hạnh phúc trọn hảo mà thôi. Vật chất là gì? Bởi cuối cùng có ai mang theo được những thứ đấy đi sang cái thế giới bên kia? Ca dao Việt Nam có câu: vua Ngô 36 tấn vàng, chết xuống âm phủ chẳng mang được gì. Cũng có một câu chuyện tương tự kể như thế này. Đức vua muốn thưởng công cho một người đầy tớ trung thành. Ông đã nói với anh ta: ta ban cho ngươi phần đất mà ngày mai lúc mặt trời mọc ngươi ra đi.
cho đến khi mặt trời lặn, ngươi về đến điểm khởi hành, thì nơi nào ngươi đi qua, đấy là phần đất của ngươi. Người đầy tớ hết sức vui mừng vì khỏe mạnh. Sáng sớm hôm sau, anh ta chạy nhanh như gió. Càng về chiều, anh ta càng chạy nhanh hơn. Nhìn lại thửa đất mênh mông mà anh đã chạy vòng qua, anh thích thú. Rồi đây, đất của anh sẽ thẳng cánh cỏ bay. Lúc mặt trời lặn, anh về đến nơi. Thế nhưng mặt mày tái mét, mắt hoa lên, anh ngã xuống, tim ngừng đập. Thế là hết. Người ta chỉ tìm cho anh một cái huyệt mộ nhỏ ở nghĩa địa để chôn anh. Còn bao nhiêu đất không thể tính được. Anh chị em thân mến, đám đông Do Thái kia đi tìm kiếm Chúa không phải là tin nhận Ngài, mà chỉ mong để tìm những vật chất. Cũng như người đời cứ đi tìm của cải, vật chất, địa vị, xã hội, chỉ biết vui chơi, giải trí, chỉ biết quan tâm đến sắc đẹp, cơm áo, gạo tiền, chỉ biết chuyện thế gian mà quên lãng Thiên Chúa. Không dành thời gian cho Thiên Chúa, có khi người ta bỏ cả lễ ngày Chủ nhật, có khi người ta bỏ cả cầu nguyện, và rồi chuyện gì sẽ đến? Được lời lãi cả và thế gian mà mất linh hồn thì ý nghĩa gì? Vì thế, sự sống và hạnh phúc đích thực chính là nhận biết và yêu mến Chúa trên hết mọi sự. Đấy là điều mà chúng ta ngày hôm nay được Chúa nhắc nhở. Amen. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, tin mừng của ngày thứ hai trong tuần thứ ba mùa phục sinh hôm nay mời gọi mỗi chúng ta lắng nghe lời Chúa như đám đông đã được Đức Giêsu mời gọi, hãy làm những việc Thiên Chúa muốn. Đức Giêsu giải thích rõ ràng, làm việc Thiên Chúa muốn là tin vào đấng người đã sai đến. Trong đời sống thường nhật, chúng ta vẫn nói mình, nhận mình, tuyên xưng mình là Kitô hữu. Thế nhưng, chúng ta có thực sự làm việc Thiên Chúa muốn hay không? Đôi khi, chúng ta làm việc chúng ta muốn. Chúng ta làm việc theo ý muốn cá nhân. Hay có khi chúng ta bắt Thiên Chúa làm việc của chúng ta. Điều Thiên Chúa muốn là chúng ta làm việc Chúa muốn chúng ta làm. Và cụ thể, tin vào đấng người sai đến. Đức Kitô là đấng Chúa Cha sai đến trần gian để chết, sống lại và cứu độ chúng ta. Chúng ta có đặt trọn niềm tin tưởng nơi Đức Giêsu cứu Chúa của mình, hay chúng ta đặt niềm tin nơi một điều gì khác? Chúng ta đặt niềm tin nơi vận may, chúng ta đặt niềm tin nơi bói toán, chúng ta đặt niềm tin nơi phong thủy, chúng ta đặt niềm tin nơi thần tài. Tắt một lời, chúng ta không đặt niềm tin nơi Thiên Chúa. Chúng ta chỉ có thể tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là Chúa nếu chúng ta hoàn toàn đặt niềm tin tưởng nơi Người. Chúng ta tin Người là đấng Chúa Cha sai đến trần gian. Tin Người là đấng muôn dân trông đợi. Tin Người là đấng vì yêu thương và muốn cứu độ chúng ta đã đi qua cuộc khổ hình thập giá, đã phục sinh vinh hiển, hiện đang ngự bên hữu Chúa Cha để chuyển cầu cho chúng ta. Khi chúng ta đặt trọn niềm tin tưởng nơi Thiên Chúa như thế, trước những phong ba bão tố của cuộc đời, chúng ta được chở che, chúng ta tin tưởng bước đi, bởi vì Chúa chính là núi đá cho ta nương ẩn, là thành trì để cứu độ ta.
Chúng ta bước đi trong sự tín thác, nỗ lực hết sức nhưng không cậy dựa vào sức riêng của mình. Chúng ta tiến bước trong ân sủng, trong tình yêu, trong sự che chở phù trì của Thiên Chúa. Mùa phục sinh là cơ hội giáo hội nhắc nhở cho chúng ta vì niềm tin sắt son vào một đấng đã chết và sống lại. Đấng đó phải làm chủ cuộc đời của ta. Đấng đó phải chi phối tất cả những gì chúng ta nghĩ suy và hành động. Đấng đó phải là đấng để chúng ta chọn lựa trước hết và trên hết mọi thực tại trần gian. Khi chúng ta đặt trọn niềm tin tưởng nơi Thiên Chúa như thế, vào đấng đã chết và sống lại để cứu độ chúng ta như thế, chúng ta đang làm việc của Thiên Chúa. Và chắc chắn chúng ta sẽ được Chúa chúc lành. Chúng ta không tìm kiếm Thiên Chúa như đám đông xưa kia chỉ vì được ăn no nê. Nhưng chúng ta tin rằng khi chúng ta đặt trọn niềm tin nơi Chúa như thế, chúng ta có được sự bình an, chúng ta có sự sống vĩnh cửu, chúng ta có nước Chúa là gia nghiệp. Xin Chúa nâng đỡ đức tin yếu hèn của chúng ta và giúp chúng ta đi trọn cuộc hành trình đức tin của mình để có thể thi hành trọn vẹn điều Chúa muốn, để có thể đặt trọn niềm tin vào đấng người đã sai đến. Amen. Đã phục sinh nên con thấy mình chẳng lo sợ chi, dẫu cuộc đời còn bao trắc trở, bao giang dở, bao thờ. Vì Chúa đã phục sinh nên con an tâm giữa bao nguy nạn, trong cánh cửa hàn hay những lầm than, cho con vững vàng dù đời gian. Chúa đã phục sinh nên con tin vào quyền năng giữ sống, sẽ đem lại cho con người đang khát vọng một sự sống thần linh. Vì Chúa đã phục sinh nên con tin vào tình yêu của Ngài sẽ đổi mới thế gian này, đổi mới mọi sự. Chúa đã phục sinh nên con sẵn sàng hiến dâng cuộc sống để phụng thờ Ngài trên tất cả, không xa ngã theo trần gian. Vì Chúa đã phục sinh nên con luôn tin Chúa luôn hiện diện, đang sống đồng trong cõi lòng con như trong hết mọi người tìm kiếm. Vì Chúa đã phục sinh nên con tin vào quyền năng giữ sống, sẽ đem lại cho con người đang khát vọng một sự sống thần linh. Vì Chúa đã phục sinh nên con tin vào tình yêu của Ngài sẽ đổi mới thế gian này, đổi mới mọi sự từ đây. Việc Thiên Chúa muốn cho các ông làm là tin vào đấng người đã sai đến. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, đức tin là một ân ban.
chẳng phải vô tình hay tự nhiên, mà chúng ta có thể mở miệng tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là Chúa. Tạ ơn Chúa vì hồng ân đức tin mà chúng ta có thể nhận ra Đức Giêsu là Thiên Chúa thật, Đấng đã đến trần gian để chia sẻ thân phận con người của chúng ta, để mặc khải cho chúng ta vương quốc của Thiên Chúa, để cho chúng ta có thể mở miệng thưa với Thiên Chúa Abba là cha của mình, để chúng ta nhận ra mọi người là anh chị em của nhau. Đức Giêsu đã dùng lời giảng dạy và các việc làm, nhất là các dấu lạ, để minh chứng Ngài là con Thiên Chúa. Thế nhưng, đám đông dân chúng dẫu đã được nuôi dưỡng bằng bánh nhờ phép lạ Đức Giêsu làm, nhưng họ không tin Đức Giêsu là Chúa. Không phải chỉ những người đồng thời với Đức Giêsu không tin Đức Giêsu là Chúa, mà ở mọi thời đại cũng có những con người đang khép kín cánh cửa tâm hồn trước mặt Khải để không nhận ra Đức Giêsu là Thiên Chúa thật. Hôm nay khi chúng ta mừng kính Thánh Athanasio, vị thánh nhân đã trở nên nhân chứng của một niềm tin son sắt về Đức Kitô, con Thiên Chúa nhập thể. Thánh nhân sinh khoảng năm 297 tại Alexandria, nước Ai Cập. Ngài đã trung thành tận hiến đời mình để minh chứng Đức Giêsu Kitô là Thiên Chúa chân thật. Điều này rất quan trọng, bởi vì một số người theo bè rối Ario thời đó đã chối bỏ chân lý đức tin này. Không phải chỉ những con người thời của Thánh Athanasio, mà ngay cả con người của thời đại chúng ta, biết bao người đã nghe nói đến danh của Đức Giêsu Kitô, nhưng họ không nhận ra Ngài là Chúa. Biết bao người đã đón nhận ân huệ do Đức Kitô thi thố, nhưng họ không nhận ra Đức Kitô là cứu Chúa của họ. Biết bao người còn phỉ báng Đức Giêsu, còn làm những điều ngăn chặn người khác tuyên xưng Đức Giêsu là cứu Chúa của họ. Hôm nay, lời của Chúa một lần nữa nhắc nhở và nói với mỗi chúng ta rằng việc quan trọng Thiên Chúa muốn chúng ta làm là tin vào Đấng người đã sai đến, tin vào Đấng Thánh Athanasio đã tin và làm chứng, tin vào Đấng đã thi thố ơn lành cho con người, không phải chỉ thời Ngài đang sống, mà thời nào Ngài vẫn hằng sống và vẫn thi thố ơn lành cho tất cả chúng ta. Xin cho đời sống của chúng ta trở thành lời tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là Thiên Chúa thật, và xin cho hành động của chúng ta, những điều chúng ta diễn tả trong cuộc sống này, không phản bội niềm tin chúng ta tuyên xưng. Chuyện ngày qua tô mà vẫn đó, Chúa đã sống lại mà lòng cứng tin. Lùi đông đâm hai năm gió mười, phúc cho những người không thấy mà tin. Lạy Chúa Giêsu, chúng con tin thật Chúa là Thiên Chúa được Chúa Cha sai đến để cứu độ chúng con. Xin cho ơn cứu độ đó được thành toàn trong đời sống của mỗi chúng con hôm nay, nhờ chúng con hết lòng tuyên xưng Ngài là Chúa. Lạy Chúa Giêsu, cứu Chúa của con, xin thương xót chúng con. Amen. Đây lời con nguyện cầu. Xin Chúa tể càn khôn cho con lòng bình tĩnh, vì Ngài biết thân phận con là người đời trong qua thân cho quy nhân ngọc.
điều thôi. Cho con một niềm tin, một niềm tin giữa biển đời bình mông đầy bao dòng bóng đêm luôn dâng tràn. Một niềm tin như Abraham vâng theo lệnh truyền rời bỏ quê nhà. Mơ đem thân nương nhờ nơi Chúa quyền năng. Đây lời con nguyện cầu, xin Chúa tề càn khôn cho con lòng bình tĩnh, vì Ngài biết thân phận con là người đời trong hoa thân cho quy nhân nhỏ. Xin Chúa một điều thôi, cho con một niềm tin, một niềm tin giữa biển đời bình mông đầy bao dòng bóng đêm luôn dâng tràn. Chuyện ngày qua tô mà vẫn đó, Chúa đã sống lại mà lòng cứng tin. Lùi đông đâm hai năm gió mười, phúc cho những người không thấy mà tin. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã chỉ ra những suy nghĩ sai lầm trong vấn đề đi theo Chúa của đám đông. Và Người muốn giúp họ thay đổi lỗi suy nghĩ đó cho đúng. Đám đông dân chúng rất ngưỡng mộ và hào hứng theo Chúa Giêsu vì họ chứng kiến phép lạ Chúa hóa bánh và cá ra nhiều cho những người theo Chúa đang trong cảnh đói ăn. Và chính họ cũng được thưởng thức món ăn đó. Chính vì sự ngưỡng mộ đó, họ muốn tôn người làm vua. Nhưng Chúa Giêsu từ chối và rút khỏi họ, bởi vì vị thế ấy mang tính chính trị và trần thế. Mục đích của người đến trần gian hoàn toàn khác. Người không đến để thiết lập vương quốc trần thế. Do đó, Người muốn giúp họ hiểu đúng mục đích của Người đến trần gian là gì, và lý do hiện thời họ đang theo Chúa là gì. Cuối đoạn tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã chỉ ra sự thật của việc họ đi theo Người. Niềm hăng say nhiệt thành theo Chúa của họ thì tốt, nhưng mục đích của họ thì không tốt. Họ đang tìm kiếm Chúa không phải vì họ đã thấy dấu lạ, nhưng vì họ đã được ăn bánh no nê. Nếu họ theo Người vì dấu lạ, thì họ đã hiểu Người là ai, và mục đích của Người là gì khi đến trần gian. Đàng này, họ theo Chúa chỉ vì họ muốn Người làm vua, để mà Người cung cấp bánh ăn hàng ngày cho họ. Họ sẽ được hưởng lợi từ vị vua này. Đó là sự thật mà họ muốn theo Chúa. Họ muốn một tôn giáo có thể đáp ứng cho những nhu cầu thường ngày cho họ. Họ muốn tiếp tục cuộc sống sung túc trên mặt đất này, trong khi những dấu chỉ, những phép lạ Chúa Giêsu đã thực hiện, đang mời gọi họ hướng đến nước trời, vương quốc của Chúa mà họ không thèm để ý. Do đó, Chúa Giêsu mời gọi họ, các ông hãy ra công làm việc, không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực thường tồn, đem lại phúc trường sinh, là thứ lương thực con người sẽ ban cho các ông, bởi vì chính con người là đấng Thiên Chúa Cha đã ghi dấu ấn xác nhận. Và việc đầu tiên họ phải làm là tin vào đấng Người đã sai đến. Thật vậy, Chúa Giêsu đã từ chối đáp ứng những chương trình hay dự phóng hay những đòi hỏi của họ. Người muốn họ tìm kiếm thứ lương thực trường tồn. Thứ lương thực ấy chỉ có được khi tin vào Chúa Giêsu, nghĩa là sống theo lời giáo huấn của Người. Thế nhưng, mục đích của đám đông không phải vậy,
nên họ cảm thấy thất vọng, không tin tưởng nơi người. Và cuối cùng, họ đã kết tội và đóng đinh người trên thập giá, vì người không đáp ứng điều họ cần. Bài học Chúa muốn dạy cho đám đông theo Chúa năm xưa cũng là bài học cho mỗi người chúng ta. Chúng ta không bước vào giáo hội hay xin rửa tội, không phải vì tôn giáo này sẽ cung cấp cho chúng ta một cuộc sống sung túc trên trần gian. Nhưng chúng ta muốn trở nên một Kitô hữu, chỉ vì chúng ta muốn tìm kiếm của ăn trường tồn, sự sống đời đời, qua việc xác tín, niềm tin của mình vào Chúa Giê-xu. Lạy Chúa, dù phải đối diện với những khó khăn của cuộc đời, xin cho chúng con không nản lòng bước theo Chúa, vì chúng con biết rằng, kiên trì theo Chúa đến cùng, chúng con sẽ được sự sống trường tồn, là được kết hợp với Chúa. Amen. Chị em thân mến, một tu sĩ dòng tên thuật lại câu trả lời đầy tràn niềm xúc động sau đây của một thủy thủ sắp chết. Anh luôn sống đạo đức, đây là điều hiếm có nơi các thủy thủ, và trong buổi sáng hôm đó, anh nhận của ăn đàng. Buổi chiều, khi linh mục đến gặp anh và nhận thấy anh rất yếu, bèn hỏi, con đã sẵn sàng cho chuyến đi lớn lao chưa? Thưa cha, hoàn toàn sẵn sàng. Con không sợ ư? Con sợ ư? Tại sao con lại phải sợ? Vừa đặt tay lên ngực, anh vừa nói. Hoa tiêu đã xuống thuyền, vậy con còn sợ gì nữa chứ? Quý ông bà và anh chị em thân mến! Bước vào các ngày trong tuần thứ ba mùa phục sinh. Phục vụ giáo hội đề ra cho chúng ta mỗi ngày một phần kinh thánh, nói đến phép thánh thể, bánh hàng sống. Bài tin mừng hôm nay là phần mở đầu của bài giảng về bánh hàng sống. Thánh Gioan thuật lại,
sau khi làm phép lạ hóa bánh ra nhiều cho mọi người ăn no. Chúa Giêsu đi Capernaum. Dân chúng lại tuốn đến với người. Họ tuốn đến không phải vì đã tin nhận người hoặc để lắng nghe giáo huấn của người, mà với một dụng ý khác. Thật, ta bảo thật các ngươi tìm ta không phải vì các ngươi đã thấy những dấu lạ, nhưng vì các ngươi đã được ăn bánh no nê. Quả vậy, những nhu cầu thể lý như ăn, uống, nghỉ ngơi là những nhu cầu thiết yếu của cuộc sống. Mọi người luôn cố gắng tìm đủ mọi cách làm sao cho những nhu cầu đó ngày càng gia tăng trong cuộc sống. Lao động kiếm tiền để có được của ăn hay hư nát nhằm duy trì sự sống thể lý cho gia đình chúng ta và cho chính chúng ta. Ta duy trì sự sống thể lý chính là duy trì mạng sống của ta. Thế nhưng, con người không chỉ dừng lại ở cuộc sống chóng qua này, bởi vì sự sống thể lý chỉ như phương tiện tìm kiếm sự sống đời đời. Và Chúa Giêsu nhắc nhở, hãy ra công làm việc không phải vì của ăn hay hư nát, nhưng vì của ăn tồn tại cho đến cuộc sống đời đời. Đó là của ăn con người sẽ ban cho các ngươi. Những người Do Thái xưa, sau khi được nuôi bằng manna trong hoang địa, họ đã chết. Và cả những người Do Thái sau khi đã được ăn no nê bánh mà Chúa Giêsu đã hóa ra nhiều, họ cũng sẽ phải chết. Tất cả nhu cầu phần xác sẽ chấm dứt khi ta nhắm mắt lìa đời. Thế nên, đừng tìm kiếm thứ của ăn này. Trái lại, hãy hướng đến của ăn cao siêu hơn. Đó là của ăn tồn tại cho đến cuộc sống đời đời. Đó là bánh thánh thể bằng chính mình và máu Chúa Giêsu. Đó mới là lương thực đem lại cho con người sự sống đời đời. Như vậy, người Do Thái và cả chúng ta hãy ra sức làm việc vì của ăn mang lại sự sống đời đời này. Trong đời thường, lắm khi con người chỉ dừng lại ở việc thỏa mãn, đáp ứng sự đói khát của thân xác, mà không tìm thỏa mãn sự đói khát của tinh thần. Lắm khi con người chỉ quan tâm, chỉ chú trọng đến nhu cầu vật chất, mà hờ hững hay gạt bỏ những nhu cầu tâm linh. Lắm khi, người ta dám đánh đổi cả phần hồn để đổi lấy những lợi lộc phần xác. Mùa Phục Sinh, giáo hội luôn mời gọi chúng ta ý thức về sức sống thần linh đang tuôn chảy trong tâm hồn. Sống giữa thế gian, nhưng chúng ta không thuộc về thế gian. Đó là chỗ đứng của ta trong trần thế này. Mưu cầu cuộc sống tạm bợ, nhưng ta luôn hướng về trời cao. Bôn ba về cuộc cải vật chất, nhưng không quên gắn bó với những giá trị nước trời, như công lý, hòa bình, tình huynh đệ và lòng bác ái. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết làm việc để mưu cầu cho sự sống và dùng những việc làm đó như là phương tiện dẫn chúng con đến và hưởng sự sống đời đời. Amen. Tất cả của con, ôi tình yêu cao như núi non, hồn con khát khao mọi ngọn đường, yêu Chúa mãi luôn vuông tròn. Niềm tin vẫy gọi tình yêu, đẹp như ánh trăng mỹ miều. Còn đây yêu đuối bao nhiêu thì tình Chúa vẫn yêu con nhiều. Chúa là tất cả của con, ôi tình yêu cao như núi non, hồn con khát khao mọi ngọn đường, yêu Chúa mãi luôn vuông tròn. Con bé nhỏ đơn sơ, tựa nương Chúa thương hộ về. Dù con đây lỡ có u mê, thì xin Chúa dẫn đưa con về.
Quý vị và các bạn thân mến, người Ấn Độ có kể câu chuyện ngụ ngôn sau đây. Một gia đình khỉ sống giữa một khu rừng rậm. Mùa đông đến, cả gia đình khỉ rét run vì lạnh. Một đêm nọ, nhìn từ xa, thấy một con đom đóm đang bay lượn. Chúng tưởng là một cục than hồng. Thế là nhà khỉ bắt lấy con đom đóm mang về. Cẩn thận cho thêm củi và rơm vào, rồi ngồi quanh mà sưởi. Có con còn kề miệng sát vào con đom đóm để thổi, vì hy vọng lửa bốc cháy. Một con chim bay qua, tình cờ thấy cảnh tượng, bèn dừng lại nói với bầy khỉ. Các bạn ơi, đây không phải là lửa, mà chỉ là một con đom đóm. Nhưng bầy khỉ không đếm xỉa gì đến nhận xét của con chim. Chúng lại chúi đầu vào con đom đóm mà thổi. Một lần nữa, con chim trở lại, bình tĩnh nói, đó chỉ là một con đom đóm. Tức giận vì lời dạy khôn của con chim, bầy khỉ túm lấy nó và giết đi. Rồi chúng tiếp tục thổi hơi vào con đom đóm. Sáng hôm sau, người ta thấy cả gia đình khỉ chết cóng vì lạnh bên cạnh con đom đóm. Quý vị và các bạn thân mến, con chim nhỏ trong câu chuyện trên đã chỉ ra sự đúng đắn của sự việc cho gia đình khỉ, để chúng khỏi chìm trong ảo ảnh và được sống trong hạnh phúc. Nhưng chúng không thèm lắng nghe lời khuyên nhủ ấy, nên cả gia đình phải bị chết cóng. Trong bài tin mừng hôm nay, chúng ta cũng thấy một bức tranh gần như thế. Khi thấy đám đông dân chúng đang háo hức mải miết tìm kiếm mình, Chúa Giêsu đã giúp họ nhận ra sự thật cuối cùng của việc tìm kiếm Chúa trên trần gian phải là gì. Người nói, các ngươi tìm ta không phải vì các ngươi đã thấy những dấu lạ, nhưng vì các ngươi đã được ăn bánh no nê. Các ngươi hãy ra công làm việc, không phải vì của ăn hay hư nát, nhưng vì của ăn tồn tại cho đến cuộc sống đời đời, là của ăn con người sẽ ban cho các ngươi. Như thế, Chúa Giêsu khuyên họ, đừng đến với người vì những của ăn chóng qua hay hư nát, nhưng hãy luôn tìm kiếm của ăn trường tồn, đó là sự sống vĩnh cửu cho con người. Của ăn ấy chỉ có nơi Chúa Giêsu. Do đó, muốn được hạnh phúc đích thực, của ăn trường tồn, thì đám đông dân chúng phải tin vào Chúa Giêsu. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trong cuộc sống, chúng ta có rất nhiều mối lo toan, lo cho bản thân, lo cho gia đình, lo trau dồi kiến thức, lo luyện tập tài năng, lo cơm không đủ ăn, lo áo không đủ mặc, lo cho ngày nay, lo cho ngày mai, vân vân. Chúng ta đã mất biết bao nhiêu thời giờ, biết bao công sức để lo cuộc sống vật chất đời này. Nhưng tự hỏi,
chúng ta đã dành bao nhiêu thời giờ cho cuộc sống vĩnh cửu, bao nhiêu thời giờ để cầu nguyện với Chúa. Muốn yêu mến được ai, thì chúng ta cần dành nhiều thời gian và sức lực để tìm hiểu người ấy. Cũng vậy, muốn biết, tin và yêu mến Chúa, chúng ta cũng cần dành thời gian hướng lòng về Chúa và sống chan hòa với các thụ tạo của người, để chúng ta có thể lãnh được sự sống vĩnh cửu là của an trường tồn. Thực vậy, lời Chúa trong mùa phục sinh hôm nay mời gọi mỗi người luôn ý thức về đời sống vĩnh cửu. Người tín hữu mải mê làm lụng, học hành, nhưng không quên gắn bó với những giá trị nước trời như công lý, hòa bình, tình huynh đệ, lòng bác ái. Đó mới là cốt lõi của việc tìm kiếm Chúa Giê-xu. Lạy Chúa Giê-xu, xin cho chúng con biết ra đi tìm kiếm Chúa, luôn biết hướng về Chúa và biết tìm kiếm của ăn không hư nát là chính Chúa và giáo huấn của người. Amen. Tìm Chúa trong cơn gió lớn, trong khi Ngài lại ở trong cơn gió nhẹ bay. Mọi ngày Ngài vuốt ve con với sự dịu dàng vô tận. Trên nơi cao vút, trong khi Ngài tỏ mình qua hoa thắm đơn sơ, mọi ngày Ngài đã cho con được hương hương thơm của Ngài. Đời trần thế xin luôn giúp con đừng bao giờ thất vọng, xin nâng đỡ con tìm kiếm khám phá mỗi ngày để trái tim Chúa trở thành trái tim con, để sự sống của Chúa trở thành